trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên. Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức mạnh và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên. Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Bài thi thiên này gọi là bài thi thiên đơn giản là bài của David làm. Và nhiều ý kiến thì cho rằng bài thi thiên này là David làm trong khi mà ông nhân cái dịp là đưa hòm giao ước về Jerusalem trong Samuel thứ 2 chương 6. Ông nhận khi mà đưa hòm giao ước về Jerusalem thì bài thi thiên này nó có cái sự mà gọi là sự vui mừng, sự vui vẻ, giống như là sự mà hân hoan. Nếu như nhân dịp mà đưa hòm giao ước về Jerusalem ấy, thì David nhìn một cách xa hơn và Đức Thánh Linh cho ông một cách nhìn tiên tri. Hòm giao ước về Jerusalem thì đây giống như là sự thăng lên của vua vinh hiển vậy. Sự thăng lên của vua vinh hiển. Và chúng ta cùng nhau xem trong cái lời bài thi thiên này nhé. Ở đây thấy có hai lần Sela, hai lần Sela. Mà cái ý nghĩa của Sela đó là sự yên lặng hay là sự yên nghỉ, cái khoảng lặng, sự bình an, sự bình tĩnh. Sự Sela này nó cũng có nghĩa rằng là chúng ta cần biết có những lúc mà cần ngắt mạch, có những lúc biết cần những lúc mà cần rút điện, những lúc mà reset, những lúc mà khởi động lại trong cuộc sống này. Đó là những cái khoảnh khắc, những cái khoảnh khắc. Sự tương giao cũng là một cái ý nghĩa của Sela, sự gặp nhau và chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau, một cái ý nghĩa đó là sự an nghỉ. Thì có hai cái câu trong bài thi thiên này. Hallelujah. Câu về cái bố cục thì trong câu 1 và câu 2 nói về Đức Chúa Trời là đấng cai trị, nhận biết sự sáng tạo của Ngài, nhận biết lẽ thật sẽ buông tha, hay là thờ phượng Chúa qua sự nhận biết, thờ phượng Chúa qua qua sự chiêm ngưỡng tạo vật, đất và muôn vật, hay qua sự nhận biết. Câu 1, câu 2 là có thể nói là một thể hiện một sự thờ phượng. Chúng ta nhìn ra muôn vật đấy, nhìn ra muôn vật. Câu 3 đến câu 4 thì nói về sự công bình, hay là cần có sự công bình trong hành động, trong ý tưởng, thờ phượng Chúa bằng cách biệt riêng, trong ý tưởng, trong lời nói, để được bước vào trong nơi thánh của Ngài. Đến câu 5 cũng vậy,
cũng là nói về cái sự thờ phượng Chúa, là sự bênh vực cho những ai tìm cầu Chúa và trong sự nên thánh. Đến câu 6. Từ câu 7 trở đi ấy, thì ở đây là sự thờ phượng Chúa là đấng thánh. Kêu gọi, lời kêu gọi hãy mở, mở cửa ra, hãy mở cổng ra, hãy ngước đầu lên, mở các cổng nhé. Ở đây cái cánh cửa này ấy, các cửa thì ở đây là các cái cánh cổng, các cái cánh cổng, các cánh cổng, không phải là chỉ là một thôi, nhưng mà đây là các cái cánh cổng. Hỡi, hỡi các cửa hãy mở cửa ra, hỡi các cửa đời đời hãy ngẩng cao lên. Cái ý nghĩa đây là nói về các cái cánh cổng. Hallelujah. Và chúng ta cùng nhau xem ở đây. Các cái cánh cổng. Đất và muôn vật ở trên đất, thế gian và những kẻ trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Hình như lúc nãy tôi quên bật cái này cho nên chúng ta không xem thấy được rõ cái là câu kinh thánh đó. Nhìn ra rất là nhỏ. Bây giờ mình nhớ là bật lên. Sorry. Đất và muôn vật ở trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Luật của người Do Thái ấy, nếu mà có bán đất ấy, thì cao điểm chỉ là bán đất ấy, là chỉ có 49 năm. Đến 5 năm nữa phải trở về. Họ dựa trên cái câu kinh thánh này. Và qua đây ấy, việc Hồng Kông mà quay trở về này, con người còn làm tăng lên gấp đôi nữa. 98 năm, 100 năm. Con người còn làm tăng lên gấp đôi. Nhưng mà còn ý nghĩa của kinh thánh thật ấy, thì nó đúng là nó là như vậy. Và qua đây khi mà chúng ta đừng có quên, chúng ta sẽ suy gẫm và biết quý trọng đất và muôn vật ở trên đất, thế gian và những kẻ trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Có nghĩa là những kẻ trong đó là những vật ở trong đó, sinh vật này, các sinh vật, các thực vật, các động vật đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Chỗ khác ấy thì nói rằng là những bò, những chiên, những dê trên ngàn núi, tất cả các động vật, tất cả các thực vật đều thuộc về Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã lập đất ở trên các biển. Như vậy thì câu kinh thánh này cho thấy ý thức rõ ràng là muôn vật thuộc về Đức Giê-hô-va. Muôn vật thuộc, ý nghĩa là thuộc về Đức Giê-hô-va. Không những là chỉ chiêm ngưỡng thôi, nhưng mà đây ấy, đó là ý nghĩa là sở hữu, chính là Đức Giê-hô-va. Và ở đây là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của Israel. Bài thi thiên này nó có ý nghĩa nó nổi bật hơn nha. Chúng ta để ý những chỗ khác ấy, thì khi mà nói về Đức Giê-hô-va ấy, nói về Đức Chúa Trời ấy, thì thường đó là khi mà nói về các nước và muôn vật ấy, thì là đó chúng ta dùng thấy kinh thánh dùng tên danh là Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng Chí Cao, là các dân tộc, là các nước. Nhưng mà còn đây ấy, là ý nghĩa là Đức Giê-hô-va. Vậy thì trong bài thi thiên này nói rõ một lời tiên tri ấy, là Chúa Giê-xu Ngài sẽ đến thế gian này. Chúa Giê-xu Ngài chính là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chúa Giê-xu Ngài chính là Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhấn mạnh cái điều này anh chị em nhé. Bởi vì ngày nay ấy, sự lừa dối trong đạo lạc ấy, nó tinh vi lắm. Nó tinh vi lắm. Ví dụ như là những cái mà và những cái hình ảnh nó rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp, những phim rất là đẹp, nhưng cuối cùng ấy họ đưa vào cái lý luận là Chúa Giê-xu Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Rồi thậm chí tại Việt Nam, những cái người mà họ nói rất là tinh vi, nói nhiều cái đúng đó. Nói nhiều cái rất là đúng. Nhưng mà cuối cùng ấy, có cái kết luận như vậy.
Vì vậy cho nên nhấn mạnh ở trong cái bài thi thiên này là gì? Đó là dự báo về Đức Giê-hô-va vạn quân là Chúa mạnh dạn trong chiến trận. Đó chính là Chúa Giê-xu của chúng ta. Đó chính là Chúa Giê-xu là đấng mà đã phán với Môi-se, đấng ngự trong bụi gai đấy. Đấng đã phán với Môi-se, đấng dẫn dân Israel vào trong đất hứa. Câu 2 nhé. Vì Ngài đã lập đất ở trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Nước lớn đây là các dòng nước đấy, các sông nước đấy, các nước lớn. Vì Ngài đã lập đất ở trên các biển. Lập đất ở trên các biển. Câu này không có ví von đâu nha. Nếu như chúng ta hiểu cái câu này có nghĩa là sao? Có nghĩa là những đất ấy nó nằm trên các biển. Như vậy là cả trái đất này ấy, cả đất này ấy, là nó giống như một cái hòn đảo lớn vậy. Đây là cái từ hòn đảo tôi nói thêm vào đây. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái câu này ấy, Ngài đặt nó vững trên các nước, trên các biển, lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước, vững trên các nước. Chúng ta nếu mà để ý chúng ta xem ấy, khi mà nạn hồng thủy, khi mà cơn nước lụt ấy, thì cái gì làm cho nước nó ngập ở trên đất này? Nó có 3 yếu tố để cho nước ngập. Mưa là một chuyện nhé. Nhưng mà ấy là để tôi dở ra trong Kinh Thánh để nói cho nó nhanh. Trên cơn nước lụt này. Thì ở đây ấy, là Chúa nói cơn nước lụt này. Mưa thì có mưa này. Rồi Chúa khiến cho nước vực sâu, các đập trên trời mở. Câu 11 là nguồn của vực lớn nổ ra, các đập ở trên trời mở xuống. Vực lớn nổ ra. Rồi các đập cái cánh cửa sổ ở trên trời mở cửa xuống để đổ nước xuống. Rồi vực ở dưới là cái phong ten ấy, nó tên là phong ten. Nó gọi là những cái nguồn nước nó bung lên, ở dưới nó bung lên. Rồi cửa sổ trên trời mở xuống, mở ra nước đổ ra. Chúng ta nhớ trong cái cuộc sáng tạo lần đầu tiên của Đức Chúa Trời ấy, là sao ạ? Cái ngày thứ hai này, phải có một khoảng không. Phải có một khoảng không là một là tiếng Việt mình dịch là bầu trời đấy. Dịch là bầu trời đấy. Mà ở trong Thi Thiên 19 ấy, thì Thi Thiên 19 thì dùng cái chữ này là khoảng không. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khoảng không bày giải tỏ công việc tay Ngài làm. Đúng ra là như vậy. Nhưng tiếng Việt dịch ra là bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm. Chúng ta thấy các cái chóp nhà thờ, thậm chí là chóp của hình nhà Môi-se, Môi-se là cái nhà thờ Hồi giáo, hay là cái đỉnh chóp của nhà thờ chính thống giáo, cái nhà thờ cổ mà ngày nay ấy, mà chúng ta thấy đó là hình chóp hình bầu ấy. Và chúng ta tiếng Việt chúng ta gọi cái là bầu trời đấy. Thì ở đây ấy, là khoảng không. Ở đây chúng ta có nhiều điều chúng ta chưa biết hết được nha. Chúng ta chưa biết hết được. Khoa học không phải là thần của chúng ta. Chúng ta không phải là Chúa của chúng ta. Và chúng ta đi đến thống nhất đấy đúng không? Và chúng ta cần tỉnh thức để biết được. Không phải nhất thiết những cái gì mà khoa học nói là đúng. Yeah. Ví dụ như là vụ nổ Big Bang. Vụ nổ Big Bang chẳng hạn. Trở lại đây này. Như vậy thì cái khoảng không ấy, trong cái ngày thứ hai ấy, mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên đó là có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ. Chúng ta cùng nhau xem cái chỗ này nha. Sáng Thế Ký chương 1 câu 6 câu 7 này. Có một khoảng không phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không. Đó là bầu trời mà tiếng Việt chúng ta dịch là bầu trời. Có một bầu trời nó làm phân tách nước ở dưới cái bầu trời đó và nước ở trên bầu trời đó. Nước ở trên bầu trời đó. Và đây trong Thi Thiên 24 thì nói rằng ấy, Ngài lập vững, gọi là đất ở trên các biển là nước, rồi lập vững ở trên các dòng nước lớn, lập vững nó ở trên các dòng nước lớn.
Để cho chúng ta biết như vậy. Ở đây chúng ta đọc Kinh Thánh và dùng Kinh Thánh để nêu lên và thưa với Chúa rằng, ô kỳ diệu quá, thế là con chưa biết hết được ha. Con muốn hiểu ngay bây giờ luôn đấy. Con muốn lấy một cốc nước của con là đựng luôn cả đại dương. Nó không thể được đúng không ạ? Đúng không thể được. Cái cốc nước ấy nói là đó là cái tâm trí của mình, nó giống như cốc nước mà đựng được cả đại dương. Tại vì những cái điều chúng ta nói nó quá kỳ diệu đi. Nó quá kỳ diệu. Hãy lưu ý đó là những câu chìa khóa nhé. Và đừng để cho ai dẫn dụ mình sai lệch Kinh Thánh kỳ diệu như vậy đấy. Hallelujah. Nó hay ở một điểm là mình chưa hiểu hết. Hiểu hết rồi thì nó còn gì gọi là hay nữa. Hallelujah. Và cái vấn đề đó là nếu chúng ta không nhờ Đức Thánh Linh ấy, thì chúng ta không thể nào hiểu nổi. Không nhờ Đức Thánh Linh không thể nào lên được núi của Đức Chúa Trời. Câu 2 nhé. Ngài đã lập đất trên các biển, đặt nó vững trên các nước lớn. Còn trong Phi-e-rơ ấy thì nói sao? Phi-e-rơ là ban đầu Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng. Ngài tạo dựng là cái sự việc sáng tạo ban đầu là như thế nào? Để xem trong Phi-e-rơ này. Thư Phi-e-rơ thứ 2 ấy. Thư Phi-e-rơ thứ 2 là... Thì có nói ở đây kết luận ấy. Ở đây là có thư Phi-e-rơ thứ 2. Có nói câu kết luận là... Và thế gian bây giờ... Thế gian ấy là không phải đất ra từ nước. Đất ra từ nước và được làm nên ở giữa nước. Thì Phi-e-rơ thứ 2, chương 3. Chúng nó quyên lửng đằng rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất. Trái là tiếng Việt là thêm chữ trái. Có các tầng trời và đất. Và đất ra từ nước và được làm nên ở giữa nước. Được làm nên ở giữa nước. Hallelujah. Anh vừa đọc câu văn thư Phi-e-rơ thư thứ 2, chương cuối. Chương 3. Chương cuối cùng. Dạ, và câu câu số 3. À câu số 3, câu số 7. Alleluia. Nhưng trời đất. Câu số 6. Câu số 6. Dạ. Cảm ơn Chúa. Đây là câu số 2 trong Thi Thiên 24 nha. Đất và muôn vật ở trên đất thuộc về thế gian, những kẻ trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Hỡi anh chị em yêu quý, chúng ta bảo rằng ô sao? Thôi bây giờ phức tạp quá, cái gì mà cao siêu quá, lời Kinh Thánh nói những điều triết học, cái này không triết học đâu nha, cái này không triết học. Chính những nhà triết học ấy, họ muốn đi tìm nguồn gốc của sự sống, họ nói ô thế này, ô thế kia. Và xin thưa, lớp vỡ lòng của con cái chúng ta học tại Đức này, lớp cấp 1, cấp 2 bắt đầu học về các nguyên tố sau, gọi là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi không khí vân vân, nó ra từ đâu. Rồi xin thưa là chúng ta bắt đầu dưỡng khí đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu nghĩ về các cái khí, cái nguyên khí, các cái nguồn gốc của muôn vật đúng không ạ? Trên hãy lắng nghe nhé, hãy lắng nghe cái lời Chúa nói đấy. Và qua đó chúng ta hiểu đó là Đức Thánh Linh. Và ban đầu là cái Đức Thánh Linh tiếng Do Thái đó là Pneuma, Ruach, là gió. Cho nên ấy, là Chúa Giê-xu Ngài mới nói, Ngài mới phán rằng ấy, là gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Và Đức Thánh Linh là gió. Đức Thánh Linh là gió. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta hít thở không khí, chúng ta tập có, ví dụ như là bên thể thao họ thở, nó có những cái nhịp thở, nó có những cái giai đoạn để thở. Thì chúng ta suy gẫm đó là gì ta? Đây chính là Ngài, đây chính là Chúa của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu suy gẫm về những điều đó. Ở đây tôi không dạy về giống như là, nhưng mà tôi nên nhớ rằng chúng ta cần dành lại cái đó nhé, dành lại, trở lại những cái điều mà của Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta. Hallelujah. Và tôi trở lại với Kinh Thánh, nói rõ ra nó là như vậy, trở lại nhé. Và như vậy thì đất và thế gian muôn vật đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Muôn vật ở trong thế gian thuộc về Đức Giê-hô-va. Đất này, rồi có biển này. Và tác giả đưa ra một cái nguyên tắc căn bản ở đây là đất, các biển, rồi đất.
David có cái nhìn đó nhờ Đức Thánh Linh. Vì vậy nên khi mà chúng ta nhìn thấy núi, nhìn thấy núi non, nhìn thấy khái niệm đó, những cái khái niệm đó, tất cả đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va qua cái câu số 2 này, câu 3 này, phần 2 bắt đầu nói về cá nhân, nói về cá nhân. Khi mà nhìn ra bên ngoài thì khi nhìn về mình ấy, thì mình cần phải làm sao để được giữ phần chứ, để được giữ phần chứ vào trong sự sáng tạo của Ngài chứ. Thì tác giả mới đặt câu hỏi, và đây là một cái phương pháp để làm tập trung nhiều hơn, để làm tập trung nhiều hơn, một cái phương cách mà người Do Thái họ hay sử dụng. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Và cái đây là nó để kích thích lên cái sự chú ý. Núi của Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Trong nơi thánh của Ngài. Ở trên núi Đức Giê-hô-va, điều này có nghĩa rằng đó là có nơi thánh của Ngài. Có nơi thánh của Ngài. Núi Đức Giê-hô-va chúng ta biết là trong Kinh Thánh nói đó là núi Si-ôn. Đúng không ạ? Dân Israel đi trong đồng vắng thì đó gọi là núi Sinai. Núi Sinai, núi Hebron, núi Sinai. Nhưng mà còn khi mà tại trong Jerusalem thì đó là núi Si-ôn. Còn trước khi núi Sinai, trước khi mà núi Sinai trước khi đó thì là gì ạ? Tôi nhớ trong Thi Thiên mà chúng ta có đọc như Thi Thiên 68 đúng không? Núi Hẹt Môn, núi của Đức Chúa Trời là núi có nhiều chóp, núi Hẹt Môn. Hay là trong Ê-sai khi mà nói về việc ma quỷ Satan nó sa ngã ấy, thì Satan ấy nó muốn lên núi của Đức Chúa Trời đặt ở đâu? Tại nơi tận cuối cùng phương Bắc. Và chúng ta biết là sao bắt đầu là sao gì? Sao ở phương Bắc đúng không? Sao bắt đầu. Và qua đó ấy, thì trước đó nhưng sau đó ấy, thì là núi Siêu rồi khi mà ma quỷ nó sa ngã thì gọi là núi Hẹt Môn. Núi Hẹt Môn. Tức trước khi cái sự sa ngã thì là nó gọi là núi của Đức Chúa Trời, nó là ý tốt nha. Nhưng mà khi mà bị sa ngã rồi ấy, bị chiếm cứ rồi ấy, thì chúng ta thấy, tại vì căn cứ trên Ê-sai 68 là núi Hẹt Môn là núi của Đức Chúa Trời. Rồi Thi Thiên, xin lỗi không phải Ê-sai 68 mà là Ê-sai không có 68, mà Ê-sai có 66 sách, 66 chương, mà là Thi Thiên 68. Nếu tôi nhớ đúng là như vậy. Rồi Thi Thiên 133 thì nói rằng ấy, khi mà anh em ăn ở hòa thuận sẽ khác nào giống như sương bóc Hẹt Môn xa xuống các núi Si-ôn. Là ở đây là trở lại về cái nguồn gốc nguyên thủy, là từ lúc mà núi của Đức Chúa Trời ấy, núi ở phương Bắc ấy, mà sương bóc từ nơi đó xa xuống các núi Si-ôn, chứ không phải là cái ý nghĩa mà khi mà nó bị sa ngã và bị phạm tội rồi ấy, thì lúc đó là núi Ba-san. À, núi Ba-san chứ là núi của Đức Chúa Trời, núi Ba-san. Nhưng mà khi nó phạm tội, mà khi mà có cái dòng khổng lồ rồi ấy, thì cái đấy cái không phải. Hallelujah. Anh chị em nghe không hiểu thì không sao nhé, cứ nghe nhiều lần. Và giống như hãy nghe tôi nói, và tôi cũng giống như là người hướng dẫn du lịch vậy đó. Đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài, nó không có cao siêu đâu nhé. Nó, chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện bên ngoài. Và tôi như vậy thì ở đây là sao? Và từ núi Ba-san rồi núi Si-ôn, sau đó là núi Si-ôn là Đức Chúa Trời, và cho ngày nay cho chúng ta là con cái Chúa là núi Si-ôn. Và hiện nay núi Si-ôn của chúng ta không phải là tại núi Si-ôn ở tại Jerusalem đâu. Tại nơi đó nó có gọi là núi thành của David ấy, là nơi núi Siôn thì nó có, nhưng đấy chỉ là di tích thôi. Hiện nay tất cả mọi cái ở tại nơi Jerusalem, ở tại nơi Israel ấy, thì đó là thuộc về dòng của Haga, dòng của người nữ tôi mọi, giống như sứ đồ Phaolô nói trong Galati vậy. Thành Jerusalem ngày nay cũng giống như là của Ismael, của Haga, thuộc về tôi mọi, còn chúng ta ấy là trông đợi Jerusalem từ trên trời, từ nơi đó mà Chúa sẽ ngự xuống. Và đó là núi của Đức Chúa Trời mà chúng ta mong đợi, là núi đó, là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Và đó là ý tưởng bởi Đức Thánh Linh cảm động cho David, nói rằng ấy, đó là người mà hướng về nơi đó, đó là nơi thánh của Đức Chúa Trời. Đó là sao? Người có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Tay trong sạch là công việc làm của chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta. Rồi tấm lòng thanh khiết, giữ cái tấm lòng nó được thanh sạch,
giữ tấm lòng nó được thanh sạch. Lời Chúa chúng ta đọc nhiều để khi mà cái triết lý sống của chúng ta ấy, nó vỡ ra, có những cái chúng ta tưởng là đúng nhưng nó lại không có sạch, chúng ta cần đổi lại. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng ấy cũng cần phải chút chút một chút, giống như là Abraham ấy. Bởi vì ông chật cái lúc đầu ông không có cầu hỏi Chúa, sang Ai Cập ấy ông phải dùng cái gọi là cái vốn cuối cùng của ông ấy, bảo rằng đó là em gái tôi, đó là cái vốn cuối cùng của ông, đó là em gái tôi. Mà Chúa thì sao? Chúa muốn cho Abraham thấy được rằng ấy có một cái triết lý cao hơn, có một đường lối cao hơn để cho Abraham nhờ cậy. Lần sau, lần hai ông cũng lặp lại như vậy nhé. Mà qua đây ấy, cho chúng ta thấy lòng thanh sạch. Thế nên cái lòng thanh sạch này ấy, một mặt chúng ta cố gắng giữ, một mặt khác ấy, chúng ta cần nên biết rằng ấy, Chúa sẽ cho chúng ta mở mắt để chúng ta nhìn thấy. Đi trên con đường của Chúa là con đường hẹp ấy, chúng ta giữ thanh sạch vẫn là khôn ngoan hơn à. Nhiều chúng ta thường nghe những câu chuyện là đó là khôn, mà nhiều khi khôn quá đấy nó lại càng mệt, chỗ này nó lại hở chỗ kia. Hallelujah. Không thể nguyện giả dối, không hướng linh hồn mình về sự hư không. Không có hướng linh hồn mình về sự hư không. Hôm qua Thi Thiên 23 ấy, thì nói là tôi sẽ không thiếu thốn gì. Cái nguyên nghĩa câu này ấy, chúng ta cần nên nhớ đó là tôi, con không có cần cái gì cả. Con không có cần cái gì nữa. Có nghĩa không thiếu thốn gì ấy, có nghĩa là con không cần gì cả. Còn ấy, cái sự nói ngược ấy, của chủ nghĩa mà không tưởng, gọi là xã hội không tưởng là sao ạ? Hay là chủ nghĩa cộng sản ấy, hay là gọi là một xã hội lý tưởng không tưởng ấy, đó là mình muốn gì thì có cái đó. Còn cái này đảo ngược nha. Ở trong Chúa ấy, thì con có Ngài ấy, là con không có cần cái gì nữa. Giống như đứa bé vậy đó, nó ăn no rồi, trên bầu vú mẹ, sữa mẹ rồi ấy, thì sao? Nó như trẻ con dứt sữa mình, nó không cần gì nữa. Nó không cần gì. Còn kỹ thuật quảng cáo thì sao ạ? Kích thích nha, để làm cho không cần cũng phải cần. Không cần cũng phải cần. Người ta nói là ăn no thịt bò cũng chán. Quảng cáo ấy là kỹ thuật quảng cáo đi thi ấy, là phải làm sao cho người ăn no mà thịt bò không chán. Thì đó là người quảng cáo ngày nay. Người không hiểu ấy thì cũng thấy là ngon. Kỹ thuật quảng cáo. Nhưng mà Chúa thì không như vậy. Chúa không quảng cáo. Chúa để cho ấy, đi tìm. Để cho đi tìm. Dòng dõi những người không hướng linh hồn mình về những sự hư không. Bởi vì những sự quảng cáo đó là những sự hư không. Những sự hư không. Những cái quý ấy, là Chúa để cho đi tìm. Cũng không có thề nguyện giả dối. Vì vậy cho nên là Chúa ban sự chữa lành này. Chúa ban những phép lạ này. Chúa ban những sự cho nó cầu nguyện. Ô, cảm ơn Chúa ngài ban cho con để làm gì ạ? Để có cái quý hơn. Để có cái quý hơn. Chúa Giêsu khi mà hóa bánh làm phép lạ, đoàn dân đi theo, Chúa quay lại Chúa nói này, này nhá. Đây, đừng vì bà, nếu ai muốn theo ta ấy, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Khi thấy phép lạ, khi thấy quyền năng rồi, Chúa luôn luôn nhắc ấy, sự quảng cáo của thiên đàng ấy, ăn năn, thập tự giá, theo ta, quyền năng và phép lạ. Và cái này ấy, ngày nay ấy, tôi thấy là bị cỏ lùn nó chèn. Cỏ lùn nó chèn đó là gì? Đó là những sự mà huyền bí, những sự mà trong các cái trò chơi games, những sự mà các cái hoạt động ở bên ngoài, thậm chí cả Facebook nữa anh chị em. Thậm chí cả trong Cơ Đốc mà có những cái mà làm cho người ta thấy, người ta đi tìm kiếm những cái huyền nhiệm, huyền bí ở trong thậm chí cái gọi là Cơ Đốc. Nhưng mà đúng ra đối với Chúa đấy, chúng ta cần phải trở lại cái điểm mà các môn đệ đầu tiên, những người cải chánh, những người cải cách như là John Wesley hay là Martin Luther hay là những người mà trong 500 năm trước đây ấy. Sự thật, năm ngoái kỷ niệm 500 năm tin lành, nhưng mà những người tin lành đã quên đi những cái giá trị của những con người ban đầu tin lành. 500 năm vừa rồi họ nghĩ rằng đó là tin lành với bây giờ Thiên Chúa Giáo là một. Nhầm to, rất là nhầm to. Hallelujah. Cái hệ thống nó không thay đổi, hệ thống Vatican không bao giờ thay đổi. Hệ thống nó không bao giờ thay đổi. Bởi vì lời khải huyền ấy, nó càng ngày cuối cùng nó càng mới được lộ rõ ra mà. Babylon mới bắt đầu nó nổi lên mặt nước giống như tàu ngầm vậy đó.
Alleluia. Ấy là dòng dõi của những người. À, người, người ấy, câu 5 là người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va. Không có thề nguyện giả dối. Chúng ta thì không thề nguyện giả dối, nhưng mà người Việt Nam chúng ta hay nói giống như đinh đóng cột vậy đó. Chúng ta nói giống như đinh đóng cột vậy đó. Cho nên là người Việt chúng ta nói, cái lòng chúng ta phải có, phải học đến hai cái. Mà con cái chúng ta nó khó chịu lắm nhá. Đặc biệt là nó sống ở trong thế hệ này, nó khó chịu lắm. Thấy nói thì chắc, nhưng mà cuối cùng thì không chắc. Cuối cùng một cái lý do nào đấy thì cuối cùng nó không có chắc gì cả. Bảo được không? Bảo chắc chắn làm được. Bảo ok lắm. Chúng ta thì không thề nguyện giả dối, nhưng mà nói thì rất là ok. Tôi nhớ ngày đầu đi tị nạn mà người Đức họ rất là tức. Bởi vì sao? Bởi vì bảo đi xây dựng, mấy người kể với nhau còn cười đấy chứ. Bảo làm được không? Bảo làm được hết. Bảo phun được không? Bảo là phun được hết. Thế ngày hôm sau họ đuổi hết tất cả những người Việt Nam. Tức là có biết làm xây dựng rồi, nhưng mà không biết giống như họ nghĩ. Họ tức quá, họ đuổi hết. Chắc chắn lắm. Đó là những cái mà chúng ta lưu ý. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Sự công bình làm những công việc lành, nhưng mà nhận cái sự công bình từ nơi Chúa. Nhận sự công bình từ nơi Chúa. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Chúng ta nên nhớ, chúng ta có dòng họ, có họ Lê, họ Trần, họ Nguyễn, tất cả họ Hứa khác nhau nha. Nhưng mà ấy, dòng dõi của chúng ta là nằm trong dòng dõi mới. Là đây này, dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa, chứ không phải là dòng dõi của những người mà nhận phép lạ từ Chúa nha. Không phải đâu nha. Nên là nhiều người được gọi lắm, nhưng mà còn những người được chọn, họ sẽ đi tìm Chúa. Và trong cái sứ điệp ngày nay, trong lời giảng ngày nay, xin thưa với anh chị em, tôi xin Chúa và anh chị em hãy cầu nguyện để cho lời Chúa đến và gọi những con người đi tìm Chúa nha. Ok. Chúa sẽ cho những thời điểm làm bùm một cái, một quả bom về phép lạ, thì sẽ có nhiều người đến. Nhưng mà chúng ta thỏa thuận với nhau ấy, thỏa thuận ngầm với nhau ấy, đó là chúng ta, những buổi học ấy, đó là chúng ta sẽ đi tìm Chúa. Sẽ đi tìm Chúa. Lòng được ân điển làm cho vững bền, chứ không phải bởi đồ ăn. Có nghĩa rằng đó là con người chúng ta thì dễ, mỗi ngày ấy, định nghĩa một hôm được Chúa ban phước, đó là phải âm, phải được cảm động, phải có quyền năng và phép lạ xảy ra. Phải có những cái sự đó. Cho nên nhớ cái thời điểm Chúa Giê-xu đến có. Còn những ngày về sau trong các thư tín ấy, thì có những cái thời điểm, thời khắc ấy mà Phao-lô ấy làm công việc tại Ê-phê-sô những lúc đầu ấy, cái khăn đó nó có cái thời điểm của nó, nhưng về sau này không phải. Về sau này Chúa nói trong Khải Huyền, cái hội thánh Ê-phê-sô là bỏ tình yêu ban đầu, công việc làm nhiều. Cho nên để cho chúng ta thấy, chúng ta nhìn cái đó và để cho chúng ta vỡ ra, chứ không phải không, chứ là nhất thiết. Tại vì cái phép lạ lớn nhất ấy, chúng ta đọc được lời Chúa mà đi tìm Chúa là phép lạ rồi. Phép lạ lớn ấy, đó là khao khát mà tìm Chúa, đó là phép lạ lớn nhất. Có cần nhắc lại không ạ? Đó là chúng ta sống trong thời đại này mà chúng ta khao khát tìm Chúa, đó phải là phép lạ lớn nhất rồi. Đó phải là phép lạ lớn cho chúng ta. Hallelujah. Tức là mà kẻ thù nó dựng chuyện, nó nói hơn mấy cái này chuyện cổ tích, này chuyện đời xưa, chuyện này chuyện xưa, có mấy người già mới hay có thế thôi. Gần đất xa trời, gần trời xa đất thì mới thế. Đấy, nó dựng chuyện. Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi rất là được cảm động và muốn xin Chúa. Khi mà chia sẻ những cái đề tài trong thời gian ngày nay, rất là được cảm động. Những người trẻ tuổi, 20, 30 tuổi, quyền năng và nói về những điều này. Những con người đi tìm Chúa. Đó là chính những con người ở trong Thi Thiên 110 đấy. Những người trẻ tuổi mặc trang sức thánh sẽ đến cùng ngươi. Và hôm nay xin Chúa cho được cái lời tin lành này được thông bố và được rao ra. Hallelujah. Tiếng kêu bây giờ hoặc là không bao giờ ra khỏi Babylon, khỏi những sự lệch lạc ở trong tin lành. Hallelujah. Và để cho chúng ta đi tìm Chúa nha. Đi tìm Chúa nha. Cảm ơn Chúa. Và đó là lý do ấy. Và xin Chúa ngài, nếu mà ăn năn cho người Việt Nam ấy,
người dân tộc Kinh, không phải là hội thánh Mega Church đâu, để làm gì ạ? Để làm gì ạ? Mà đó là những người đi tìm Chúa. Nếu như bây giờ bỏ ra ngoài mà gần cửa âm phủ ấy, người Hờ Mông với lại người Kinh với lại các người dân tộc, một thời gian sau ấy không có hội thánh, cho ai sẽ đứng được ở trong Chúa? Thì nhiều người trả lời là đó tất nhiên là người Hờ Mông rồi. cười ra nước mắt. Hallelujah. Xin Chúa cứu chúng con tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy các cổng, hãy cất đầu lên, hãy các cửa đầy đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hãy các cửa hãy cất đầu lên, hãy các cửa đầy đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy chính Ngài là vua vinh hiển. Đó là các cổng. Đấy là các cổng. Và chúng ta không phải là cứ nói và để cho truyền lệnh được nha. Nên ấy, tôi xin thưa ấy, là tôi muốn nói để cho chúng ta ý thức được. Nhiều khi chúng ta có thói quen chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không để ý. Chúng ta công bố, khai phóng. Con khai phóng sự sức giàu, con khai phóng sự chữa lành. Làm như là chúng ta cái vòi nước ấy, cái vòi nước là mình muốn vặn lúc nào thì vặn. Mà chúng ta không để ý được rằng mình cứ nói ra rả đi ấy, mà khai phóng mà chẳng thấy khai với chẳng thấy phóng gì cả. Mà đặc biệt nha, những người tin Chúa ấy, là bởi bị mờ mắt vì linh tôn giáo, cho nên là thấy cứ thế, cứ nghe cái chữ cầu thay cho mình như thế là mình ok rồi, mà không đặt câu hỏi. Còn đối với những người mà không mà mới đến với Chúa đấy, là họ nghe, họ bỏ Chúa là tốt đấy nha, là bởi vì nói không đúng. Điều này tôi muốn nói là gì ấy? Chúng ta không có quyền khai phóng. Chúng ta không có quyền khai phóng sự sức giàu, khai phóng các sinh sứ hoạt động, hay là thậm chí đọc các sách bồi linh ấy. Mà tôi chính cũng đã từng rơi vào cái sự đó. Và tôi nói lại cho anh em, tôi đã không nói như vậy nữa. Anh chị em đừng nói như vậy nữa. Khai phóng và truyền lệnh cho các thiên sứ hoạt động. Hay còn có những lúc mà thậm chí còn lên đến đỉnh điểm là truyền lệnh cho các thiên sứ hãy đem tiền đến. Rồi còn có những nơi, những nhóm mà mình cũng còn tập nữa. Không biết là xin Chúa tha tội, thương xót chúng con. Truyền lệnh, hãy đem tiền đến. Mở, hay là công bố mở cửa ra. Hãy công bố mở cửa ra. Nghe nó giống như cái phim ngày xưa Sim mở cửa ra ấy. Đó có phải là tà thuật không ạ? Tà thuật đấy. Và ngày nay chúng ta thấy nhá, những người tà thuật đấy, họ làm những cái lời, gọi là những cái lời nó giống như đồng cốt vậy đó, gọi hồn vậy đó. Nhưng lại càng nói nhiều nó có không ạ? Có. Chúng ta, cái lời chúng ta nói ấy, nếu không phải Đức Thánh Linh ấy, thì là thần linh giả nó đến nhá. Thần linh giả nó đến đấy. Và nó lấy cái tem là Giê-xu, nhưng nó không phải là Giê-xu. Dựa trên câu Kinh Thánh nói rằng em ba quỷ giả làm thiên sứ sáng láng. Hallelujah. Vì vậy cho nên đừng có công bố một cách mà không nhờ Đức Thánh Linh nữa nha anh chị em. Rõ chưa? Chúng ta đừng công bố là khai phóng. Nghe thì hay, nghe cái đấy thì hay lắm. Nghe thì hay. Và tôi có thể nói để cho mọi người amen, nói có thể mọi cho người nhảy lên mấy nhưng mà trần nhà luôn ấy, nhảy đúc trần nhà luôn ấy, nhưng mà làm gì ạ? Càng cao thì té càng đau. Và cái đấy là cái kỹ thuật đấy nha. Cái kỹ thuật đấy. Chúng ta cùng nhau từ chối cái đó đúng không? Để gặp Chúa Giê-xu thôi. Hallelujah. Và đối với Chúa không cần phải giúp Chúa những cái đó. Và cái đấy không phải là giúp Chúa, đó là cái linh lừa dối. Đó là sói đội lốt chiên. Sói đội lốt chiên. Xin thưa, sói đội lốt chiên. Những lời cầu nguyện của sói đội lốt chiên đã ăn năn rồi ấy, thì tôi bóc bài nó ra. Đó là những lời cầu nguyện sói đội lốt chiên. Có nhiều điều cầu nguyện chúng ta tưởng là quyền năng, sai Kinh Thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Hallelujah. Vậy thì sao? Vậy thì hãy nghe nhé, hãy thận trọng lại nhé. Hallelujah. Bạn nói rằng ô sao học buồn cười quá, chúng ta đi với Chúa, xin Chúa giúp đỡ và xin Chúa thương xót. Vậy thì công bố như thế nào? Công bố đúng như thế nào? Chúa này giúp đỡ để cho con công bố đúng. Amen. Hallelujah. Chúa bảo với cây vả, ngươi sẽ không bao giờ nữa. Chúa bảo như vậy, làm, ok. Còn công bố ấy, trong Thi Thiên 22 ấy, lúc mà không còn cái gì để kêu lên nữa, thì lúc đó là tác giả công bố chắc chắn này. Còn Chúa là Thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của dân Israel. Lúc đó có thể là răng còn có một cái nữa thôi. Tác giả kêu lên như vậy đấy. Ngài ngự giữa sự khen ngợi của dân Israel. Lời công bố như vậy đấy. Chứ không phải là chúng ta công bố kiểu hô khẩu hiệu đâu. Hallelujah.
Chúa cùng ta, tóm lại đây, Chúa cùng ta nhiều hơn. Chúa xin Ngài giúp đỡ ban ơn cho chúng con, soi sáng cho chúng con trong giờ này để cho chúng con cầu nguyện được đúng. Hallelujah. Và chúng con xin thưa với Ngài, xin vua vinh hiển đó, xin đấng dẫn chúng con đó, giờ này Chúa ơi, xin dẫn chúng con điều chỉnh và trở lại với cái chỗ điện, nơi điểm ban đầu xuất phát, đó là điểm chúng con được tái sinh, điểm chúng con được sinh lại, và điểm chúng con đi tìm Ngài. Chúng con đã bị, nếu mà bị lạc, nếu mà bị xa vì lời tôn giáo, vì lời sáng rỗng, vì nói nhiều. Hallelujah, xin chúng con trở lại đi Chúa, trở lại cái điểm xuất phát đó. Đó là điểm nơi là quyền năng thật, chúng con chỉ cần một chút từ nơi Ngài thôi, mà từ chối hàng vạn, hàng ngàn lời, có thể mang danh Giê-xu, mang tên Giê-xu, mà mang những cái của con người. Chúa, hallelujah. Nhưng mà chúng con đến và thưa với Ngài rằng, Chúa sẽ giúp đỡ chúng con, bởi đó chúng con chỉ nhận những phép lạ từ nơi Chúa, từ chối những cái phép lạ không đến từ nơi Ngài. Amen. Cứu chúng con phải dân sự của Ngài. Điều chúng con đã thỏa thuận, đó là gặp nhau tại nơi thiên đàng, chứ không phải là gặp nhau để đem thiên đàng dưới đất này. Bởi vì nếu chúng con ấy gặp nhau ấy, đó là tin lành, thì gặp nhau trên thiên đàng, đó là điểm đúng, thì chắc chắn chúng con bước xuống, bước đi trong dưới đất này, thì chắc chắn Ngài sẽ xác nhận, và đó là việc của Chúa, bởi vì Ngài lớn chăn giữ chúng con. Ngài là đấng chăn giữ chúng con tại nơi từng căn nhà, tại nơi từng người anh chị em chúng con. Hãy nâng đỡ, hãy giải phóng, hãy chữa lành. Cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.